Trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, đúng tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được thần tài ban cho lộc lớn, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh Nhật Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác tuổi Giáp Thìn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý cô bác tuổi Giáp Thìn là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn, lọi ngược dòng số phận, hóa hung thành cát, được các tinh cao chiếu, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác tuổi Giáp Thìn thay đổi cuộc đời từ đây và được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Về vận trình của quý cô bác tuổi Giáp Thìn diễn ra trong tháng 9 âm lịch tới đây như thế nào, làm sao để đón được nhiều may mắn đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác tuổi Giáp Thìn cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, con cháu ba đời ăn không hết của, đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, nếu như biết được bí mật này. Đầu tiên, xét cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Ngọn đèn chiếu sáng bóng tối, giúp cho cuộc sống con người không còn tăm tối, trẻ con được học hành mỗi tối để mở mang tri thức. Chính vì lẽ đó, những người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn, nhưng giải quyết vấn đề sớm, vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, có tư duy hướng đến tri thức văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa, ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên những người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác, luôn vô tư, hết mình. Phúc đăng hỏa là ngọn đèn sáng sủa, nhưng bản thân ngọn lửa là một luồng khí nóng, hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại. Vì vậy nên cần tránh những tệ xấu như xa rời thực tế, ảo tưởng, không có tính khả thi, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Mặt hạn chế trong tính cách những người tuổi Giáp Thìn, đó là đôi khi cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo, năng lượng của ngọn đèn không phải vô tận như năng lượng tự nhiên. Vì thế muốn phát huy được ưu thế và để cho những người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa cống hiến, đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, sự tưởng thưởng sẽ truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Bản mệnh tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, bản tính vốn nhẹ nhàng, thảnh thơi nên không coi trọng tiền bạc, tài vận bình bình. Là người hiền lành, lương thiện, hay giúp đỡ người khác nhưng cũng dễ tin người, vì vậy hợp tác làm ăn dễ bị lừa gạt, tài vận cuộc đời không nhiều, hậu vận tốt đẹp. Sau đây ta cùng đi vào phần luận giải tổng quan về vận trình tháng 9 âm lịch và chi tiết từng phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch như sau. Tử vi tháng 9 của 12 con giáp âm lịch cho biết, nhờ có dưỡng nhập mệnh mà con giáp tuổi Giáp Thìn rất chịu thương chịu khó. Bản mệnh luôn sẵn sàng đối mặt với những trở ngại xuất hiện trong tháng này, không một chút kêu ca, oán giận. Không những thế, tháng này, bản mệnh còn thể hiện rất tốt khả năng ăn nói, tài giao tiếp nổi trội của mình. Cách cư xử hào phóng và tính cách đáng tin cậy sẽ trở thành bàn đạp để dẫn đến thành công, may mắn sẽ theo sau bạn. Dù vận trình cuộc sống có nhiều thăng trầm, nhưng con giáp tuổi Giáp Thìn không vì thế mà bi quan, bạn có một tinh thần mạnh mẽ và điều này hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong tháng 9 âm lịch. Ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh gây hại sức khỏe của bản mệnh, do đó không được lơ là chủ quan. Nhất là khi di chuyển đi xa, không nên chủ quan vì việc phóng nhanh vượt ẩu sẽ dễ gây tai nạn bất ngờ đấy nhé. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc,
tình cảm và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tuổi Giáp Thìn, tháng 9 âm lịch năm 2023, công việc có tiến triển tích cực, đây chính là thời điểm để đẩy mạnh các dự định, kế hoạch lớn, dù quá trình thực hiện khá vất vả, song thu về kết quả rất đáng để mong đợi. Tháng có dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu vận trình công việc có nhiều biến động, càng chủ động xông xáo đi xa, tuổi Giáp Thìn càng có cơ hội thành công lớn, không ngại khó, ngại khổ, ắt thành công sẽ đến. Thời điểm này, những chú rồng luôn có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước, kinh doanh buôn bán khá mát tay và được lộc. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng, văn bản tài chính, vân vân đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Có điều, tháng này bản mệnh không được nguyệt lệnh ủng hộ, cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng, pháp luật, không thể chủ quan. Tháng này tuy vất vả, nhưng công sức được đền đáp, ví dụ như tuy thỉnh thoảng phải tăng ca, nhưng bạn hoàn thành xuất sắc công việc, hữu bật phò tá. Nên có những nhiệm vụ tưởng là khó, nhưng chỉ cần được tháo gỡ những móc nối quan trọng là bạn đã có thể hoàn toàn tự mình xử lý vấn đề. Về mặt tài lộc, xem tử vi 2023, so với tháng trước, tử vi tài lộc tháng 9 âm lịch của người tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu khởi sắc mạnh, kinh doanh buôn bán thuận lợi và dễ kiếm lời hơn. Hữu bật giúp đỡ, càng gia tăng thêm phần tốt đẹp về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Giáp Thìn trong tháng này. Ngoài ra, cần đề phòng kẻ xấu làm hại bạn sau lưng, sẽ có nhiều người ghen tị nếu bạn kiếm được nhiều tiền hơn họ. Với người làm chủ doanh nghiệp hoặc hành nghề kinh doanh, buôn bán tự do, đây là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh và phát triển quy mô. Công việc tất bật, bản mệnh chạy đôn chạy đáo, nhưng kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Trong tháng, chính tài vượng, thứ tài ở mức trung bình, đầu tư thận trọng và nhớ là đừng thử vận may rủi vào các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Ngoài ra, bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc chính, ôm đồm quá nhiều việc phụ sẽ không mang lại hiệu quả cao, cho dù bản mệnh có nhiều hậu thuẫn, nhưng không nên tham gia những thương vụ phụ thuộc quá nhiều vào may rủi, tránh xa những khoản mà bạn không có đủ năng lực, sự hiểu biết. Nói chung, tuổi Giáp Thìn không phù hợp với phương thức đầu tư mạo hiểm, khoản đầu tư lớn chứa nhiều sự rủi ro. Chỉ khi cân nhắc mới có thể chốt lỗ hiệu quả và tránh được áp lực kinh tế, hãy an phận với công việc mình đang làm. Về mặt tình cảm, gia đạo, xem tử vi phương Đông cho thấy, trong tháng 9 âm này, vận trình tình cảm của người tuổi Giáp Thìn có sự thăng cấp bất ngờ. Đời sống hôn nhân ngày càng gắn kết khi hai bạn cùng sẻ chia và gánh vác trách nhiệm gia đình. Trong nhà có chuyện vui, được khách quý tới thăm, mang tin tốt lành về công việc hoặc tài chính. Đời sống tình cảm hài hòa, vợ chồng già có thể đón tin vui về chuyện con cái báo tin trong nhà thêm thành viên mới. Ở độ tuổi này rồi, cùng nhau ngồi thưởng trà, nhìn ngắm cuộc đời bên cạnh người bạn đời của mình hay bên những người bạn già tri kỷ mới là những phút giây thư giãn, hạnh phúc nhất. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng, có nhất bạch gặp bát bạch ở hướng Đông Nam, đây được coi là phương vị vượng đào hoa và nhân duyên. Nơi đây nên thường xuyên để một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa và thúc đẩy tình yêu bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, tháng 9 năm 2023 âm lịch này, con giáp tuổi Giáp Thìn nên quan tâm nhiều hơn tới phương diện sức khỏe của mình. Tháng này, dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Một chuyến du lịch ngắn ngày sẽ giúp bạn làm mới tâm trí sau khoảng thời gian vùi mình vào công việc. Ngoài ra, lúc này nhất bạch bay về phương chính đông, cho thấy gia đình bản mệnh có người phải di chuyển xa nhà, nên chú ý khi tham gia giao thông trên đường. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 9 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Giáp Thìn, tháng 9 âm lịch 2023. Tuần mới, người tuổi Giáp Thìn hài lòng khi mọi việc đi theo kế hoạch và điều quan trọng là bạn không quá kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao trong thời gian này. Vì bạn hiểu, thực tế và vai trò của mình trong tổ chức, nếu có tham vọng thì cũng nên có kế hoạch thật tốt cho việc này đã nhé. Thiên ấn đầu tuần hỗ trợ, để bạn giữ được phong độ cho cả tuần, nếu có chút trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Dù sao thì khó khăn là điều khó tránh khỏi, quan trọng nhất là cách chúng ta phản ứng với nó. Có thể nói, bạn luôn biết cách để gom sự may mắn và quyền lợi về cho bản thân. Được các tinh độ mệnh, bản mệnh sẽ đón nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân của ngày hôm nay.
Công việc nhờ vậy cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, có thể có một số đột phá và tiến bộ trong công việc, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Dù vậy, bạn được nhắc nhở nên thận trọng trong quá trình trao đổi công việc, dù sao trong môi trường nhiều cạnh tranh, ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân đầu tiên, không phải ai cũng đối xử tốt với bạn bằng cả trái tim và tâm hồn. Không chỉ sự nghiệp, vận tài lộc cũng tương đối suôn sẻ, hãy tin tưởng vào bản thân mình và nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bạn sẽ thấy đồng tiền chảy về túi mình nhanh chóng hơn hẳn so với trước kia. Nhưng hãy cẩn thận, đừng đầu tư quá mạnh tay, vì hung tinh vẫn có thể gây sóng gió bất chợt. Thời điểm này, bạn nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình vốn đang làm tốt, phát huy trên cơ sở sẵn có, hạn chế mở rộng hay dấn thân vào lĩnh vực mới hoàn toàn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tuất, mùi, tiểu nhân, sửu, dậu. Màu sắc may mắn, đen, nâu. Con số phát tài, 16, 28, 96. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Thìn, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Giáp Thìn có nhiều điều xui xẻo, nhưng có lẽ những điều này chủ yếu tập trung vào đường tình duyên của con giáp này. Riêng tài lộc và sự nghiệp lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tình duyên lận đận, bản mệnh có thể gặp được người như ý, nhưng chưa chắc đã được thỏa nguyện. Trong tuần có ấn quan tương trợ, nên có thể nói người tuổi Giáp Thìn công danh, sự nghiệp sáng lạn vô cùng, mọi việc tiến triển trơn tru, suôn sẻ, không hề có trở ngại gì đáng kể, bản mệnh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng đối với năng lực xuất chúng của mình. Tuy trên cao khó tránh khỏi bị kẻ xấu ghen ăn tức ở, thiên quan tạo ra những cạm bẫy để hạ bệ con giáp này, nhưng nhờ có hữu bật cát tinh hóa nguy thành an, nên về cơ bản không có tổn hại gì đáng kể. Bản mệnh vẫn giữ được phong độ của mình và không đánh mất vận may hiếm có, đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc. Khi mà cả chính tài và thiên tài cùng tụ hội, đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ. Tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, tích lũy được tiền của. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho mối quan hệ xung quanh con giáp tuổi Thìn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết. Bản mệnh có thể nhận được sự che chở từ bạn bè, người thân, hơn ai hết. Bạn cảm thấy trân trọng những mối quan hệ hiện tại vô cùng. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mùi, hợi, tiểu nhân, mão, tí. Màu sắc may mắn, be vàng, trắng. Con số phát tài, 04, 61, 78. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Thìn, tháng 9 âm lịch 2023. Trong tuần có hung có cát đan xen, họa phúc khôn lường, người tuổi Giáp Thìn nên vững tin vào bản thân mình, có thể mới kiên gan bền chí vượt qua giông bão. Con giáp này đang có vận tài lộc khá thịnh, khi mà cả thu nhập phụ và thu nhập chính đều có điểm báo gia tăng rõ rệt. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ có một tuần bội thu với thực thần tỏa sáng, chỉ lối dẫn đường cho những chú rồng tìm thấy dấu vết vàng bạc về cho mình. Buôn may bán đắt, bản mệnh nên tiến hành các kế hoạch kinh doanh đã định trước, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Riêng về công việc thì có phần bất ổn đôi chút, không có các thần tương trợ, mà toàn là hung thần che bóng, nên bản mệnh khó bật lên được, dù đã có tỷ kiên nâng đỡ phần nào. Nhưng hung vận quá lớn, nên vẫn bị kẻ xấu kéo chân, cơ hội thăng tiến hầu như không có, vất vả ngược xuôi mà chẳng được đền công xứng đáng. Vận trình tình cảm lên xuống thất thường, dù có điểm khởi sắc nhưng không quá nhiều, người độc thân có cơ hội để thoát kiếp cô đơn, nhưng nếu không biết nắm bắt thì không vẫn hoàn không. Người có đôi tình cảm thăng hoa rồi lại tụt dốc bởi những bất đồng thường nhật. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tuất, mão, tiểu nhân, tí, ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Con số phát tài, 10, 48, 67. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Thìn, tháng 9 âm lịch 2023. Mọi chuyện đang rất ổn thỏa vào đầu tuần, thu nhập của con giáp này cũng không đến nỗi nào. Khi được thực thần và thiên tài cùng hiệp lực, những người làm nghề tay trái hay theo nghiệp kinh doanh, buôn bán dễ có được thành công. Song tai họa có thể sẽ đến từ ngay những giây phút mà ta lơ là cảnh giác, không còn giữ cho mình đủ tỉnh táo và sáng suốt. Riêng về vận trình sự nghiệp, về cơ bản thì công việc của người tuổi Giáp Thìn khá suôn sẻ, tuy có vài khúc mắc vào đầu tuần, nhưng cuối cùng đều được giải quyết. Công danh thăng tiến khá tốt, bản mệnh nhận được những đánh giá cao từ cấp trên và có lẽ sẽ sớm tới ngày được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn. Đầu tuần có thêm nhiều tin vui về tài lộc, cơ may kiếm tiền không ngừng tới. Bản mệnh nếu biết nắm bắt thời cơ thì hoàn toàn có thể phát tài phát lộc, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, có những mối làm ăn mới. Tuy nhiên, từ giữa tuần, vận khí bắt đầu suy yếu, công việc của bản mệnh cũng gặp phải những trục trặc nhất định, khó khăn không quá lớn.
nhưng cũng phần nào làm giảm tốc độ tăng tiến của con giáp này. Nhưng nếu kiên nhẫn bền bỉ thì vẫn có nhiều cơ hội để tăng tốc và lật ngược tình thế. Đây là thời gian bạn nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất, tinh thần, dành thời gian ở bên những người thân yêu nhiều hơn. Yếu tố tinh thần tốt cũng phần nào giúp bạn cải thiện bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng. Thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định đang dở dang. Ngoài ra, những ai đang bận rộn vì công việc, đừng cho rằng mình khỏe nên bắt đầu lơ là. Dù bạn bận đến mấy cũng đừng quên sức khỏe là yếu tố quan trọng, bởi khi có sức khỏe, bạn mới có thể đảm bảo tốt công việc và duy trì các mối quan hệ. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dần, thìn, tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Con số phát tài, 67, 89, 81. Nhân sinh cảm ngộ. Cô bác tuổi Giáp Thìn 1964 kính mến. Ai cũng mong muốn có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng để có được điều đó, bản thân họ phải biết tu tâm tích đức cho mình. Làm được những điều dưới đây, con người sẽ có được cuộc sống an nhàn, tâm tịnh, cuộc đời ít gặp sóng gió, càng về hậu vận càng được hưởng nhiều phúc báo. Đừng than phiền oán trách cuộc sống. Một người thường xuyên than phiền phàn nàn rằng cuộc sống không công bằng, ông trời không có mắt, vân vân, sẽ cảm thấy sống vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi, phúc khí cũng đều bay đi mất. Người ta thường mơ tưởng về những điều tốt đẹp ở một nơi rất xa mà thường quên mất rằng chúng đang ở ngay bên cạnh mình và vui vẻ. Thật ra, tất cả mọi thứ đều rất đơn giản, đừng suy nghĩ quá phức tạp, có như thế, mỗi người mới sớm được hưởng phúc báo đời người. Đừng kiêu căng, tự mãn. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kỵ, người không khiêm tốn thì không rộng lượng, không biết nhìn nhận cái hay cái dở, cái được cái mất trên đời. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kỵ, khinh bạc, thậm chí thù ghét người khác là nghiệp ác, nên tránh. Thay vì đố kỵ, ghen ghét với người khác, bạn nên ngưỡng mộ họ và biết phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Trong cuộc sống, người luôn đố kỵ với người khác, trong thâm tâm khó mà thanh thản, cuộc sống lắm ưu phiền. Ghen ghét với người khác là tự rước vào mình những điều tiếng thị phi của người đời, cuộc sống sẽ không được yên ấm, vui vẻ. Đừng keo kiệt mà hãy sống khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Người sống không có lòng từ bi chia sẻ, chỉ bo bo cho mình cũng là tạo nghiệp ác, sẽ chẳng được hưởng phúc báo đời người. Người này nhất định không thể tạo được nhân duyên tốt đẹp, không gặp niềm vui, không biết đến tình thương và tình đồng loại. Con người phải có một tấm lòng khoan dung, có thể chấp nhận những việc khó chấp nhận nhất của thiên hạ. Chúng ta phải học được cách khoan dung với những người không có cùng quan điểm với chúng ta, đặc biệt là những người có mâu thuẫn với chúng ta. Khoan dung với người khác trên thực tế là khai mở sự trói buộc trong tâm hồn của chúng ta, nếu không thì chỉ có thể mang đến áp lực tinh thần lên bản thân, người bị thiệt thòi sẽ chính là bản thân mình. Phải thừa nhận rằng, giữa người với người có rất nhiều sự khác biệt, hãy nhìn vào những ưu điểm của người khác, khoan dung với những khiếm khuyết của họ. Đừng ham muốn vật chất vô độ. Một người luôn theo đuổi những vật phẩm xa hoa, tiêu phí thoải mái, lòng tham không đáy, phải biết rằng dục vọng của con người giống như một vùng biển không thể lấp đầy. Người tham lam một khi đã chiếm được nhiều rồi nhưng lại vẫn không cảm thấy thỏa mãn, một người có lòng tham vô độ như vậy sẽ vĩnh viễn không tìm được một cách sống thích hợp với bản thân, người thân, bạn bè rồi cũng dần rời xa họ. Đừng khuyết thiếu tình yêu thương đối với người khác. Một người khuyết thiếu tình yêu thương, quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân thì sẽ khó có thể bao dung người khác. Một khi đã không thể bao dung người khác thì sẽ thường xuyên có mâu thuẫn, tranh cãi với những người xung quanh mình, cơ hội và phúc khí cũng không ở lại bên người này. Ngược lại, một người luôn mang trong mình tình yêu thương thì có đủ độ rộng lượng và nhẫn nại trong các quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân. Người như vậy, họ sẽ có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và ở họ luôn tỏa ra một sức hút hấp dẫn những người xung quanh mình, những điều may mắn cũng đến với họ. Đừng trộm cắp. Nghiệp ác này làm tiêu hao nhiều phúc đức của bản thân, lấy của người thì người lại lấy của mình, chiếm đoạt của người khác là gieo nghiệp ác, gây tranh chấp, thù hằn, vi phạm đạo đức và pháp luật. Đừng tạo khẩu nghiệp. Lời nói như dao hai lưỡi, nói điều hay lẽ phải là tốt cho mình, cho người, nói điều bậy bạ, dối trá là hại mình hại người, gây xung đột, thường xuyên bịa đặt để hại người khác là ác nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, cần thể hiện sự khoan dung, độ lượng của mình đối với mọi người. Dù người khác có lỗi cũng lựa lời mà nói, không được dùng từ đay nghiến xúc phạm hay làm tổn thương đến người khác. Trước khi nói bất cứ điều gì, cũng cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, biết nói lời hay ý đẹp,
sẽ tạo phúc đức cho cuộc đời, sẽ sớm gặp phúc báo đời người, trong cuộc sống thường gặp điều lành, được nhiều người quý mến. Đừng so sánh với cuộc sống của người khác. Trong xã hội phong phú vật chất này, có nhiều người thường tự cảm thấy cuộc sống của mình không tốt bằng của người khác. Họ luôn suy nghĩ và so sánh về chức vị, so sánh thu nhập, hoàn cảnh gia đình, rồi tự đau khổ vì ghen ghét, đố kỵ. Suy cho cùng, so sánh như vậy để làm gì, khi mà cuộc sống thì vẫn là của người khác, còn người bị tổn hại lại là bản thân mình. Đừng háo sắc. Nghiệp ác tham dâm háo sắc xuất phát từ nhục dục của con người hơn con vật ở chỗ, điều khiển chế ngự được bản năng. Vì nhu cầu bản thân mà tổn hại sức khỏe, vi phạm đạo đức, gây hại cho người khác và xã hội là không đúng. Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí. Cúi đầu không phải là hèn yếu, sợ sệt, mà là khoan dung, khiêm tốn. Người có thể ngẩng đầu là người dũng cảm, không dễ sợ hãi, nhưng người có dũng khí cúi đầu lại là bậc đại trí giả ngốc. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì, mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự là làm chủ được mình và sống được tự do, tự tại, chiêu mời được phúc khí. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.